Hai, chào anh em vào chị ở nước mình từ lũy chị 8 thấm thoát thoi đưa đã được 82 ngày của server 107 rồi các bạn ạ. Trong khi đây server 108 mới chỉ có khoảng 10 ngày thôi thì server 107 người ta đã đều chơi được đến gần 100 ngày rồi, thật là nhanh chóng. Thì trong clip này mình sẽ chia sẻ cũng như tư vấn đội hình của bạn trong F75 trong tương lai có nên hay là không nên lấy Shingo, và nếu không lấy thì sẽ làm cái gì bây giờ. Trước tiên là về đội hình hiện nay, bạn ý đang sở hữu hạt nhân Kyo chưa có hồn vũ khí. Thứ hai là Dulon là đã có một hồn vũ khí. Đây là hai con võ sĩ mới và tốn rất nhiều kim cương để sở hữu nó. Bốn con còn lại thì hoặc là miễn phí hoặc là được mua với giá rất là rẻ. Thì riêng hai con này thì trước tiên đó là Kyo thì hoàn toàn chưa có hồn vũ khí nào cả, cho nên chắc chắn trong tương lai ngắn hạn sẽ phải chơi Kyo vòng 2 với hai hồn vũ khí. Tổng lượng kim cương tiêu tốn sấp xỉ rơi vào tầm 44 đến 50k kim cương. Thứ hai là vị trí Dulon này thì có thể sẽ phải thấy thêm một hồn vũ khí nữa thông qua gói Limited Gift Pack hoặc là tích kim cương để lấy. Nhưng mình nghĩ rằng nếu như mà không nạp được pack thì thôi, tốt nhất là không lên lục môn của Dulon. Bất chấp rằng thiếu điều đấy thì Dulon sẽ bị giảm sức mạnh, thay vào đó thì dồn lực cho Kyo. Hai con này là sẽ là đủ lực với cái bạn VIP 11 đều có hạn ạ. Còn đâu nếu như mà cố tình ham hố thêm Shingo thì chắc chắn là sẽ phải tăng thêm 1 đến 2 cấp VIP nữa. Mình nghĩ phải 2 cấp VIP nữa thì mới có khả năng sở hữu được Shingo full đồ. Điều đấy sẽ tạo ra một cái áp lực cho những bạn nào có cái tài chính kém. Cho nên thật sự ở giai đoạn đầu game này, việc các bạn có một nguồn tài chính nó sẽ tương ứng với cách chơi của các bạn. Chứ còn đâu ông nào yếu còn cứ thích ra gió thì sẽ không ổn đâu. Các vị trí còn lại bao gồm bốn con này hiển nhiên là sẽ khá là phế. Tuy nhiên giống như ngoài đời trong game, nó cũng luôn có những nhân vật chính, nhân vật phụ. Các bạn sẽ phải đầu tư vào những nhân vật chính, còn nhân vật phụ thì sẽ phải chấp nhận đóng vai kép thôi. Nó sẽ làm nền cho hội kia tỏa sáng. Còn nếu như tất cả muốn cùng tỏa sáng thì hãy chơi ở một server cũ hơn với nguồn tài nguyên dồi dào được tích lũy lâu hơn. Còn về đồ nữa, hiện nay thì Đạc đang ở level 84, sẽ là bước tiền đề để đến level 90, mở rất nhiều các tính năng như run, phím chip, tinh tú vân vân và mây mây. Đồng nghĩa với việc một lượng tài nguyên lớn bao gồm cả kim cương các bạn sẽ phải chuẩn bị, cho nên nếu như mà bây giờ ham hố quá thì xong, tương lai ngắn thôi, các bạn sẽ không còn cái gì để mà chơi đâu. Hồi lời lại kêu khổ đấy, cho nên là để sướng sau thì các bạn chấp nhận khổ trước ở thời điểm hiện tại, chấp nhận phải ham muốn, phải thèm muốn, nuốt nước bọt. Còn hơn sau này là lau nước mắt nhá. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.